Cô mến chào các con. Nhân dịp năm mới, cô chúc các con có thật nhiều sức khỏe và học thật tốt. Như vậy là chúng ta đã trải qua những kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ và chúng ta bắt đầu bước vào chương trình của học kỳ 2. Nếu như ở tuần trước, cô và các con chúng ta đã bước vào tuần 1, thì tuần này sẽ là tuần 2 của chương trình. Trước khi đến với bài học, thì cô cũng hy vọng các con chúng ta dành ra ít phút để xem lại những lời dặn dò của cô. Với những kiến thức đã học, các con chúng ta có thể nhận thấy rằng suốt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, các chính quyền phong kiến phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đồng hóa nhằm thủ tiêu quốc gia dân tộc Việt Nam. Người Việt đã làm gì để chống đồng hóa, bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa hình thành từ thời dựng nước? Để tìm hiểu về vấn đề này kỹ hơn, chúng ta sẽ cùng vào bài học của ngày hôm nay. 37. Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc. Kiến thức cần đạt. Sau khi các con học bài này, các con chúng ta tìm hiểu về những cuộc đấu tranh chống đồng hóa, tiếp thu văn hóa bên ngoài. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự bảo tồn bản sắc văn hóa của nhân dân Việt Nam diễn ra suốt thời Bắc thuộc. Cấu trúc bài học. Bài học gồm hai phần. Phần 1 La Mã, đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc. 2 La Mã, phát triển văn hóa dân tộc. Và nội dung của tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, đó là đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc. Trong phần 1 La Mã này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem dân tộc ta, nhân dân Việt Nam đã có những hình thức đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc như thế nào nhé. Một La Mã, đấu tranh bảo tồn văn hóa dân tộc. Trải qua hàng thế kỷ, những ngôi làng Việt ẩn mình sau lũy tre làng chính là những thành trì kiên cố bảo vệ văn hóa, truyền thống của người Việt đã hình thành và phát triển từ thời Văn Lang, Âu Lạc. Trên hình các con chúng ta đang quan sát, đây chính là hai làng cổ vẫn còn được nhà nước và nhân dân bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Đó chính là làng cổ Đường Lâm và làng Ước Lễ. Hai ngôi làng này đều thuộc thủ đô Hà Nội. Cô mời các con quan sát hình 17.1, 17.2, sách học sinh. Và các con hãy cho cô biết những hình ảnh đó đã gợi cho các con những suy nghĩ gì về văn hóa của người Việt. Nếu như hình 17.1, đó chính là ảnh cách làm bánh chưng và bánh dày. Còn 17.2, đó chính là hình ảnh của một ngôi nhà của người Việt thời Bắc thuộc. Qua quan sát thì chúng ta có thể thấy được là với cái sự cai trị của người Hán thì người Việt vẫn giữ được những phong tục tập quán sống ở làng quê trong những ngôi nhà giản dị. Các con chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn giữ lại phong tục làm bánh chưng, bánh dày. Và nhà ở của người Việt thì vẫn theo cái lối kiến trúc của người Văn Lang Âu Lạc thời Hùng Vương. Đó chính là ở nhà sàn, mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui thuyền. Như vậy thì các con sẽ thấy là người Việt vẫn cố gắng bảo tồn những cái phong tục tập quán và những cái thói quen từ thời Văn Lang Âu Lạc. Dựa vào sách học sinh, các con hãy cho cô biết
những chuyển biến nào cho thấy chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta thất bại? Cô sẽ cho các con 15 giây để mà đọc sách học sinh nhé. Các con hãy dẫn chứng cho cô những minh chứng nào cho ta thấy là chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại. Sau đây, cô mời các con đến với những hình ảnh và cũng là câu trả lời của cô. Hình ảnh cho chúng ta thấy được là với cái sự cai trị đồng hóa của phong kiến phương Bắc thì người Việt vẫn nghe, vẫn nói và truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ. Như vậy thì tiếng Việt vẫn được lưu truyền với nhau trong những ngôi làng. Thứ hai, đó là những tín ngưỡng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên tiếp tục được duy trì. Như các con chúng ta cũng biết, đó là trong những ngày lễ Tết thì nhà của các bạn cũng đều có những bàn thờ để mà thờ cúng ông bà tổ tiên. Và những cái bàn thờ luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà. Đây chính là những cái phong tục mà người Việt chúng ta vẫn được lưu truyền, như là nhuộm răng đen, ăn trầu cau. Các con chúng ta có thể thấy là trong những cái mâm quả của những ngày cưới thì luôn có một cái mâm quả, đó chính là mâm trầu cau. Vậy thì trầu cau nó thể hiện cái tính cách gì của người Việt? Thì đây chính là câu trả lời của cô. Ăn trầu là phong tục tương truyền có từ thời Hùng Vương, trải qua hàng nghìn năm bắc thuộc, đến nay phong tục này vẫn được duy trì và bảo tồn. Trong văn hóa giao tiếp truyền thống của người Việt thì miếng trầu như một thông điệp về lòng hiếu khách để diễn tả tình cảm của con người dành cho nhau. Miếng trầu vì vậy đã đi vào tâm thức người dân Việt với ý nghĩa rất quan trọng, như miếng trầu là đầu câu chuyện hay đi vào những câu ca dao, thơ ca với nhiều tác phẩm nổi tiếng như bài thơ Mời Trầu của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Chúng ta sẽ đến với hai món ăn rất là quen thuộc ngày Tết, đó chính là bánh chưng và bánh dày. Các con chúng ta thấy quen thuộc bánh chưng hơn đúng không nào? Liên quan đến câu chuyện Lăng Liêu, sau một đêm mà nằm mơ thì ông đã được một vị thần mách bảo, đó là làm bánh chưng để mà tưởng nhớ về đất, còn bánh dày tưởng nhớ về mặt trời để ghi ơn cái sự công lao của mẹ đất và của thần mặt trời. Và chính nhờ vào hai cái sản vật này mà vua Hùng đã truyền ngôi lại cho chàng hoàng tử Lang Liêu. Còn một phong tục nữa mà hiện giờ thì các con chúng ta sẽ thấy là ít xuất hiện hơn, đó chính là tục xăm mình. Vậy thì tục xăm mình này bắt nguồn từ đâu? Xăm mình là phong tục có từ thời dựng nước. Người Việt cổ sống nhiều trong môi trường sông nước nên tin rằng xăm mình sẽ không bị thủy quái làm hại. Và tục này tồn tại đến đời vua Trần Anh Tông cuối thế kỷ 13 mới bãi bỏ. Theo đó là về trang phục. Mặc váy và yếm là một nét riêng trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt. Các chính quyền đô hộ phương Bắc đã dùng mọi cách để mà bắt người Việt phải theo cách ăn mặc như người Hán, nhưng không thành. Người Việt chúng ta rất tự hào với cái váy mang đậm yếu tố văn hóa bản địa của mình trong so sánh với văn hóa Trung Quốc.
và từ đó đã có một câu ca dao ra đời. Các con chúng ta cùng lắng nghe nha. Cái trống mà thủng hai đầu, bên ta thời có, bên tàu thì không. À, đây là một câu ca dao ví von cái hình ảnh cái yếm như là cái trống, và cũng thể hiện cái sự tự hào với cái váy mang đậm yếu tố văn hóa bản địa của người Việt. Cô mời các con chúng ta ghi bài phần 1 La Mã vào tập. Và nếu như các con chúng ta cảm thấy bài dài mà không có thời gian ghi, thì có thể bấm tạm dừng slide để mà ghi bài đầy đủ vào tập nhé. Và qua những dẫn chứng trên, chúng ta có thể nhận xét rằng chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại. Dân tộc ta, nhân dân Việt Nam vẫn cố gắng bảo tồn văn hóa dân tộc. Tiết 1 của bài 17 đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các con và chúc các con luôn chăm ngoan và học tốt nhé.